Phật vẫn là chủ chốt. Xem kinh sách không cần phải quá nhiều, phàm gặp việc gì cứ một câu A Di Đà Phật là được. Để tránh chuyện thị phi cũng cứ một câu A Di Đà Phật. Bạn hãy im lặng lắng lòng mà niệm Phật, niệm tới lúc ngủ thiếp luôn càng tốt. Khi tâm tới chỗ chuyên nhất, chỉ một niệm thì bạn có thể siêu xuất tam giới thẳng tới Tây Phương. Khi tu hành, bạn cần phải tập mắt nhìn mà giả lờ như không thấy, tai nghe mà giả đò như không biết, chỉ thành thực niệm Phật. Không cần phải xem nhiều sách vở, chỉ cần niệm Phật cho nhiều. Khi trí huệ khai mở, tất cả kinh tạng tự nhiên sẽ ở tại tâm bạn. Đi đứng nằm ngồi đều nên ở trong phạm vi niệm Phật. Khi định tâm lại niệm, bạn sẽ giác ngộ rằng chúng ta từ sáng tới tối tâm luôn nhắm ra bên ngoài mà không bao giờ quán xét xem tâm mình có hướng về Phật A Di Đà chăng. Đừng để cho tâm bạn bị cột vào đám tín đồ, đệ tử hoặc cảnh giới bên ngoài. Nếu bạn cột vào chúng thì sẽ bị chúng xoay chuyển, lôi đi mất, đáng sợ lắm. Hiện tại các bạn không đủ chánh niệm, 10 phần không được 1, do đó thật là nguy hiểm. Khi bạn niệm Phật nhiều thì đó là thiền sống. Có kẻ nói là bế quan, song họ đầy dẫy vọng tưởng, đầu não không chút thanh tịnh. Khi bạn ngồi tĩnh tọa lâu, thấy mệt thì nên đứng dậy đi rảo. Khi bạn niệm Phật mà rời được cảnh giới thì đó tức là thiền. Bạn phải duy trì chánh niệm, bởi vì trong tâm bạn luôn còn rất nhiều chủng tử xấu xa. Khi niệm Phật mà không có chánh niệm thì lòng bạn luôn nghĩ này nghĩ nọ, nguyện niệm mà tâm hướng ngoại. Nếu bạn thật sự muốn thì bạn mới làm cho tâm bạn chuyên nhất được. Nếu bạn không có lòng muốn tu thì làm sao niệm Phật cho thành công? Niệm Phật mà xa rời được ngoại cảnh, cùng Phật tương ưng thì mới biết tâm này và Phật giống nhau. Việc quan trọng nhất khi niệm Phật là phải nghe tiếng niệm cho rõ ràng. Niệm Phật tức là vào trung đạo, không có tốt, không có xấu. Tuy niệm Phật cũng là một chuyện huyễn hóa, song nó thuộc về chánh niệm. Do đó, mình dùng huyễn niệm Phật để diệt huyễn vọng tưởng. Hỏi: niệm làm sao mới chuyên nhất? Đáp: Đây cũng là chấp trước. Chỉ cần bạn đừng để ý gì tới vọng tưởng là được, thì tâm sẽ chuyên nhất. Bởi vì mình tự nhủ lòng rằng đừng khởi vọng tưởng, song vọng tưởng vẫn cứ tự giấy khởi. Do đó, hãy để ý tới vọng tưởng thì mình lại sanh thêm một vọng niệm. Càng để ý tới nó thì nó càng tăng. Khi vọng niệm nổi lên, bạn đừng sợ, hãy mặc kệ, đừng chú ý tới nó là xong. Cứ một lòng niệm A-di-đà Phật. Vọng niệm vốn không có thực thể, từ từ nó sẽ tan biến mất. Hãy nhớ tới niệm Phật thì niệm ngay, không nên chấp trước rằng tôi phải làm thế này thế kia. Niệm Phật là tuy niệm mà không chấp trước vào niệm. Niệm Phật mà còn thấy rằng mình đang niệm hay không niệm thì đều là chấp trước. Niệm Phật thì phải tùy duyên. Phàm làm chuyện gì ở đâu lúc nào cũng nên tùy hoàn cảnh mà niệm Phật. Không phải nói rằng tôi cần niệm bao nhiêu hồng danh, hoặc tôi đang niệm Phật không thể làm việc được, hoặc tôi đang bận rộn chưa đi niệm Phật được. Mỗi tâm niệm, mỗi ý nghĩ, bạn cứ xa rời cảnh giới Phật. Đi đứng nằm ngồi, nhất cử nhất động, làm gì bạn cũng cứ niệm Phật. Khóc cũng niệm Phật, cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc niệm Phật tam muội, một thứ định không phải tầm thường. Khi sinh ra, mình đã mang theo trong người đầy dẫy nghiệp chướng, do đó chế tạo thêm nghiệp mới để chết rồi lại mang đi, chẳng lợi ích chút nào cả.
hỏi: niệm Đức Phật hay Bồ Tát nào thì tốt nhất? Đáp: tất cả mọi Đức Phật và Bồ Tát đều tốt như nhau. Không phải niệm vị này thì tốt hơn niệm vị kia. Đó đều là do bạn phân biệt so sánh mà ra. Chư Phật, Bồ Tát cũng không nhất định cần bạn niệm tên các ngài nữa. Niệm Phật tới chỗ tâm định thì tức là thiền. Nên nói, vừa thiền vừa tịnh độ, mười người tu, mười người thành. Có thiền không có tịnh độ, mười người tu chính kẻ lạc đường. Vừa tịnh tọa vừa niệm Phật thì tương đối không đi lầm đường hoặc xảy ra nguy hại. Nếu tâm bạn còn tham muốn, tham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung, việc đó sẽ hiện ra. Bây giờ, nếu bạn thấy cảnh đó, rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi. Nếu bạn biết dọn lòng trong sạch niệm Phật, thì khi lâm chung sẽ có hoa sen, Phật, Bồ Tát và các cảnh giới thù thắng hiện ra. Do đó, lúc còn sống, bạn cần phải tu để trừ cho sạch hết những ham muốn trần tục. Khai thị lúc Phật thức. Mục đích đã Phật thức là để độ chúng sanh vãng sinh thế giới cực lạc. Cõi Ta Bà thì có sinh có diệt, cõi Tây Phương thì bất sinh bất diệt. Mình đi xuất ngoại thì cần tiền mua vé máy bay, chớ tới Tây Phương thì chỉ cần niệm Phật đến độ chuyên nhất, không còn sắc tướng, tức là chấp trước. Đó chính là bất sinh bất diệt vậy. Phải niệm Phật thì mới có chỗ để mình ký thác thân mạng này. Niệm Phật thì phải niệm niệm không xa rời Phật, niệm cho rõ ràng, nghe cho phân minh, mỗi chữ đều phải rõ. Tâm nhớ tưởng, tai lắng nghe, miệng thầm niệm, cứ thế mà nhiếp tâm chuyên chú nơi Phật hiệu. Hãy buông bỏ mọi chuyện bên ngoài, cứ nương theo tiếng niệm Phật thì tâm sẽ tập trung, chuyên nhất. Bất kể là người niệm hay tiếng niệm, bất kể là tôi niệm hay bạn niệm, đại chúng ai cũng nương theo tiếng niệm Phật thì tâm sẽ chuyên nhất. Tây Phương Cực Lạc lại cũng dựa theo tiếng niệm Phật này. Khi đã Phật thức, bạn cứ để cho ý niệm trần tục lôi kéo tâm mình. Nếu không chuyên tâm, thật uổng cơ hội quý báu này. Do vậy, hãy một lòng một dạ niệm Phật, chuyên chú vào tiếng niệm. Phần thứ ba, niệm Phật có thể thấy Phật không? Hỏi, phải chăng niệm Phật thì có thể thấy Phật? Đáp, không thể có. Hỏi, nếu vậy, trong chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông có câu, nếu ai nhớ Phật niệm Phật, thì bây giờ hoặc mai sau nhất định thấy Phật. Chẳng cần phương tiện gì cả, tự mình lòng dạ mở khai, là ý gì? Đáp, đúng, lòng dạ mở khai, tức là thấy Phật, thấy được vị Phật của tự tánh. Chư Phật và Bồ Tát đều có nguyện lực mà ta có thể dựa vào đó để tu hành. Vì thế, lúc đi đứng nằm ngồi, bạn chớ rời tiếng niệm Phật. Khi niệm Phật thì mình mới tương ưng với Phật. Đây là cảnh giới không có hình hài sắc tướng gì cả. Đừng nên chấp trước, tự hỏi tại sao Đức A Di Đà không hiện hình ra tiếp dẫn. Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, tới đây là hết phần thứ ba trong chương 4. Chương 4 là pháp môn tịnh độ, gồm 4 phần. Phần 1, Tây Phương có Phật hiệu A Di Đà. Phần 2, niệm Phật. Phần 3, niệm Phật có thể thấy Phật không? Và kính mời quý vị nghe tiếp băng thứ 2, phần thứ 4 trong chương 4,
Thầy